lúc đi vô thở như con heo và lúc đi ra cũng thở như con heo. Lối đi ra thật là tuyệt vời, như một thiên đường. Đúng là không đi tiếc cả đời người. Những cái này có lối đi ra và lối đi vô hay sao á? Đây, các bạn thấy không? Đẹp Bali. Không thể nào mà diễn tả được cái vẻ đẹp từng vách đá, nước chảy theo năm tháng tạo thành như thế này nè các bạn. Wow, thật là đẹp. Men theo vách núi, chúng ta chui vô như một cái hang, một cái cửa động. Chắc cái này người mập là thua, mập là trèo chui vô đây là không được rồi. May quá mình mới có 70 kg nên chui được lọt qua. Wow, thật là tuyệt vời. Quá trình mình đi này nghe cái cô bán nước ở đầu đường. Wow, vách đá nghiêng. Mình quay như vậy thôi chứ mà các bạn mà đi vô thấy nó đẹp hơn. Thật là mê ly. Mình đi vô đây khoảng 400m. 400m vô, 400m ra, thì tổng cộng là khoảng 800m ra vô. Đúng là đây hang đẹp cực kỳ. Có những bãi nước, động nước. Cái đèn rọi lên thôi cũng sáng cả như cả cái bầu trời. Đẹp, rất là đẹp các bạn. Đẹp mê ly. Sơn Đòn, Phong Nha Kẻ Bàng. Ở đây là động Thiên Sơn. Thiên Sơn
thật là hùng vĩ mấy bạn ơi. Đúng là không vô đây tiếc cả cuộc đời. Cũng rất là đẹp nên thơ. Wow, chúng ta đã kết thúc một liệu trình đi. Và đây cuối động. Và mình không biết ở mấy ngõ kia có đường đi nữa không, thì mình không biết. Chắc đây một lối đi, nhưng lối đi này chắc cho nhân viên đi. Mình chỉ được bao quanh bởi mấy cái tàu này thôi, được ngắm cảnh đây thôi. Wow, quay lại thật là tuyệt vời. Cảnh dịp và có điều kiện thì các bạn nên đi này, một lời khuyên chân thành cho các bạn. Quá đẹp, quá ok. Rồi, nhũ thạch. Đây, lúc đi vô thở như con heo, và lúc đi ra cũng thở như con heo. Lối đi ra thật là tuyệt vời, như một thiên đường, y hệt như lối đi ra thưa các bạn. À, y hệt như lối đi vô, đuối quá rồi, nói tùm bậy tùm bạ luôn. Wow, thật là nên thơ. Nên thơ, không thể là sử dụng một cái từ nào để nói được cái vẻ đẹp của cái hang động này. Tôi quay như vậy thôi chứ các bạn mà đi vô, tôi quay thì 5 thôi, các bạn đi vô thấy tới 10 lần. Bạn nào mà chưa đi được cái chỗ này coi như uổng phí cả cuộc đời của bạn. Bạn sống không còn ý nghĩa gì luôn, cái đó là nói thật. Việt Nam tôi không thể nào tưởng tượng được có những cái cảnh đẹp mà mê ly như thế này. Vách đá sừng sững, thiên nhiên tạo hóa, đẹp đẹp. Thì cái đoạn đường mình đi ra là cũng là 400m bằng quãng đường đi vô, nhưng mà có hai lối đi. Mới nãy là cái lối đi, là cái lối đi đi vô, còn bây giờ là cái lối đi ra. Thì cũng như mới hồi nãy mình cũng nói là ngày xưa có những cái bậc như thế này đó, các bạn thấy không, ở dưới hơi tối quá đó, có những cái bậc này. Ngày xưa có những cái bậc này để làm bậc đi, nhưng mà cho có thể là mình nghĩ là một số du khách đi có thể là trượt chân hay là cao độ cao như thế nào đó thì nó bị té, nên bây giờ mình thấy cái này như nó mới. Cái đó là theo suy nghĩ của mình thôi nha. Ở đây là động Thiên Sơn. Thì mình nghe cái mấy cô nói là cái động Thiên Sơn này thì cảnh núi non hùng vĩ, cũng như động thiên gì mình quên này chút ra, để mình ra cái côn đi bán nước mình hỏi lại, mà nó cách đây khoảng là 30-35 cây số, cũng hai động gần nhau mà vẻ đẹp cũng như nhau. Đây một động. Nếu các bạn đi Phong Nha Kẻ Bàng thì cái quá trình đi Phong Nha Kẻ Bàng thì nó có vô hai động, nhưng mà đa số mình thấy đa số mọi người á đi thì chỉ có đi cái động động nước thôi. Động nước là cái động thuyền, nhưng thật ra đẹp vẫn là động khô ha. Nếu các bạn nếu mà có muốn đi là phải đi hai động, đừng có tiếc cái thời gian của mình hoặc là sức của mình. Thật sự mình nói á, bỏ ra một tí sức, một tí xíu thức thôi, nhưng mà thấy được cái cảnh là rất là đẹp, rất hồn nhiên, vẻ đẹp rất là kỳ bí. Đây mình có thể qua một cái hang đây, là một cái hang nhỏ, nói cái hang thôi chứ hai con đá nó chẻ vô này chắc mình 70kg chắc mình chui vô được, còn bạn nào ha cái 100kg 150kg chắc là bị kẹt quá. Đây gần cái lối ra, đây là một lối ra. Rồi mình chuẩn bị tới cửa của mình nè. Đây mình quay lại cảnh 400m vô 400m ra nha các bạn. Này quay ra tới cửa.
và cái này là bậc thang lên. Rồi, đã thấy ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời đây. Mình quay lại, mình chạy lên trên cao và mình quay lại ở trong. Thực sự là mình khuyên các bạn nên và rất nên đi hang khô. Bởi vì hang khô nó rất là tuyệt vời. Không thể nào nói lên, không có từ ngữ nào mà nói lên cái vẻ tuyệt vời của nó được. Mình tuy là học rất là dở văn, không thể nói nhiều, nhưng mà cũng không biết sử dụng từ ngữ nào để nói. Đây, vẻ đẹp. Đây là hang ra. Wow, một cái hang ra. Không thể. Không khí trong đây nó rất là ôn hòa các bạn. Nó dịu dịu, nó không lạnh, nó không nóng, nó cứ ấm vậy đó. Nó se lạnh, ấm. Nó không làm người ta đổ mồ hôi nhiều. Đây. Và mình đã tới cửa hang.